Robot hút bụi thông minh ngày nay đang trở nên tốt hơn. Điều này giúp việc vệ sinh và bảo trì thiết bị trở nên ngày càng phức tạp hơn. Robot hút bụi lau nhà Dream L10S Pro Ultra Heat mới đi theo các cải tiến tương tự như L20 Ultra để cung cấp các tính năng cải tiến cho cả việc làm sạch nhà cửa và bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tự động, giúp cho trải nghiệm hoàn toàn tự động trong khi vẫn giữ được các yếu tố như thiết kế nhỏ gọn và rất nhiều tính năng thông minh khác. Khi nói đến vẻ ngoài thẩm mỹ, Ring L10S Pro Ultra Heat có tổng thể gọn gàng với các cạnh cong mềm mại từ thân máy màu trắng với điểm nhấn bằng vàng nhạt từ nắp hộp bụi. Một trong những điểm mạnh lớn nhất của Ring L10S Pro Ultra Heat là thiết kế nhỏ gọn của nó. Ring L10S Pro Ultra Heat cùng với chạm sạc của nó cực kỳ nhỏ gọn nhưng vẫn mang đến cho người dùng các tính năng cực kỳ hữu ích mà nó có thể cung cấp. Dream L10S Pro Ultra Heat vượt trội hơn hẳn những người anh em của nó trong L10 series, 5.300 Pascal với lực hút 7.000 Pascal. Nó có cùng công suất và lực hút của Dream L20 Ultra mạnh hơn 32% khi so với L10 series. Việc tăng thêm lực hút này sẽ cực kỳ hữu ích khi bạn muốn làm sạch thảm một cách nhanh chóng. Bạn có thể chọn tối đa 4 cài đặt chế độ hút khác nhau. 1. Yên tĩnh. 2. Tiêu chuẩn. 3. Mạnh mẽ và 4. Turbo. Chế độ giám sát qua camera tích hợp trên thiết bị cũng giống như L20 Ultra. Robot Dream L10S Pro Ultra Heat cũng được trang bị chế độ giám sát qua camera, nơi bạn có thể điều khiển từ xa chuyển động của robot Dream L10S Pro Ultra Heat và xem trong thời gian thực nó đang hướng đến đâu. Nhiều chế độ và tính năng lau thông minh và hiệu quả. Là một robot hút bụi với cả tính năng hút bụi và lau nhà, điều bắt buộc là Dream L10S Pro Ultra Heat phải sử dụng các tính năng để việc lau nhà hiệu quả và không cản trở công việc hút bụi. Trang bị nhiều công nghệ làm sạch. Dream L10S Pro Ultra Heat có một số cảm biến cạnh trên thân máy để xác định các góc và cạnh của căn nhà. Một khi nó phát hiện ở gần góc và cạnh nhà, nó sẽ tự động mở rộng miếng lau kép của để có thể làm sạch sâu các góc vuông của tường và các cạnh của tường. Điều này hiện tại rất ít thiết bị làm được trên thị trường. Khi thử nghiệm Dream L10S Pro Ultra Heat, nó không gặp khó khăn gì khi phát hiện các cạnh tường và mở rộng miếng lau nhà một cách thông minh để thực hiện vệ sinh. Một trong những điểm tốt lớn nhất của robot Dream L10S Pro Ultra Heat là có thể dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng khi cần. Tất cả là nhờ chạm sạc đa năng Alinon, nơi hầu hết các công việc thủ công cần thiết đều được tự động hóa. Đây là danh sách các việc mà chạm sạc đa năng này có thể làm. Tự động rửa lau nhà bằng nước nóng, tự động nạp nước, tự động nạp chất tẩy rửa, nếu lắp đặt bộ dụng cụ thêm nước.